Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về tính tức phân của hàm số chẵn lẻ. Thì các bạn nhìn vào cái đề người ta cho y bằng từ trừ nè, trừ bi chia 3 đến bi chia 3, vậy cho thấy đây là trừ a nè và đây là a nè, và các bạn chỉ cần xác định đây là hàm gì thôi, hàm chẵn hay là hàm lẻ, hàm chẵn hay hàm lẻ. Thì các bạn nhớ công thức, nếu đây là hàm lẻ nha thì mình nói trước y bằng tích phân từ trừ a đến a fx dx. Nếu là hàm lẻ thì đây bằng không, fx là hàm lẻ nè, hàm lẻ thì đây bằng không, được chưa? Thì các bạn khẳng định một điều, đây là hàm lẻ, bởi vì sin, các bạn nhớ đến những cái hàm số lượng giác, hàm số lượng giác đó, lượng giác có tính chẵn lẻ thì hàm sin nè, hàm cotan nè, hàm tan là hàm hàm lẻ, hàng ngày lẻ, hàng ngày lẻ, lẻ cộng lẻ chắc chắn ra lẻ. Còn không các bạn dùng định nghĩa với một đó là tập xác định nha, tập xác định đó. Bước 1, tập xác định d bằng, thì các bạn nhìn vô tan thì có nghĩa khi d bằng r hiểu đi, tan x có nghĩa khi khác bi chia 2 cộng k bi, nhớ điều này. Vậy với mỗi x thuộc d thì suy ra trừ x cũng thuộc d. Sau đó các bạn tính f của trừ x, đây fx đây, thì cái chỗ nào có x các bạn thay bằng trừ x sin của trừ x cộng tan của trừ x. Thì trừ x chính là cung đối, đối thì các bạn nhớ có đối là có chữ nguyên, còn lại thêm dấu trừ, vậy là trừ sin x trừ tan x, mang dấu trừ đặt làm nhân tử chung ra, được chưa? Vậy thằng này sẽ bằng, thằng này chính là fx, vậy là bằng trừ fx, vậy cho thấy đây là hàm lẻ. Thì nhớ tích phân của hàm lẻ thì nó bằng không nha các bạn, và các bạn chọn đáp án a. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và